Bạn miền Nam và miền Bắc khi bị đẩy trúng kiểu. Miền Nam. Ơ, cậu làm tớ cái bẩn tình rồi đấy nè. Tớ xin lỗi. Thôi không sao đâu, cậu cũng đâu có cố ý. Miền Bắc. Ơ, trời ơi, mày chết rồi đúng không? Gì? Làm sao mày có tin bố mày nhét đôi dép chữ C cao 4 cm để út em trên lưỡi hư mồm mày không? Nhét như thế nào? Như thế nào làm sao? Làm sao thì như thế nào? Làm sao thì như thế nào này? Hai đứa kia lên phòng hiệu trưởng. Mẹ miền Nam và mẹ miền Bắc cho con ăn kiểu. Mẹ miền Nam: ăn đi tí mẹ mua cho đồ chơi nhá. Không, không ăn đâu. Ăn đi không tí nữa ông kẹ bảo ông ăn hết đấy. Gì vậy trời, hai mẹ con nhà này chắc tôi lấy cái dép chữ C tao một mặt luôn quá. Mẹ miền Bắc: con đi trả cái, ăn thôi mà cũng khóc nữa. Mày mà lên 10 tuổi ta cho mày đi bán tét luôn. Hai mẹ con nhà này định vãi. Kèo này cược bao nhiêu? 10 triệu đi. Mẹ mày lại thua nữa rồi. Kiểu này chắc đi bán dép 85.000 để trả nợ thôi. Cô cứ thử xem ăn có giòn không. Thì cứ chia bài đi. Hình như chồng cô kiếm cô kìa. Đâu đâu? Có đâu. Vui bài đi. 21 điểm xin nhá. À, hai mẹ con nhà mày được đấy. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Quần áo mẹ mua cho tôi kiểu. Mẹ mua cho con cái áo mới này. Dê dê, kiểu gì thế hả mẹ? Mắt mày đuôi à? U thì hiểu con cá sấu này. Mẹ mua cho con cái quần mới nữa này. Wow wow, thích quá, kiểu gì thế hả mẹ? Con cái ngu dốt thật sự. Kiểu đi kì em nè con. Mẹ mới mua cho con đôi dép này. Cấm chê đấy nhá, thích quá. Mà hiệu này là hiệu gì hả mẹ? Xùi ôi, mày bị mù chữ à? Đọc to lên nào. A-di-đà Phật là hãng nào thế hả mẹ? Quán dép gần chùa, hãng lớn nhất thế giới đấy. Mày không biết à? Thì có mang không? Đi học kiểu. Mày cứ cái chó gì chứ thấy người ma hay không à? Thúy Kiều là chị Thúy Vân. Ăn no tắm mát rủ nhau ra nằm. Cô ơi nằm đồ làm gì hả cô? Cấm mày nó leo. Mày thấy tao mới mua cái Apple Watch như đôi dép đẹp không? Wow, mua ở đâu mà đẹp thế? Shop chỉ bán dép á, có 85.000 à, sang xỉn mỉn luôn á. Ê, gọt xoài xong chưa? Núi nè. Đưa lên, đưa lên. Ngồi học chung miền Nam kiểu. Ơ, bài của cậu bị mẹ hết rồi kìa. Xích lại đây mà làm bài, không sắp hết giờ rồi á. Ơ, cậu tốt vậy, tôi cảm ơn nha. Miền Bắc. Hôm qua mày đẩy tay tao làm cô bắt tao đứng dưới cột cờ, hôm nay phân chia thiên hạ từ đông sang tây là giang sơn của tao, từ nam xuống bắc là chốn bên hèn của mày. Ok, đứa nào lấn sân thì bị mất một đứa dép chữ C 85.000 nhá. Ok. Phải chơi đó mới được. Phải cẩn thận không thôi mình chơi mình. Xin mẹ và xin bố đi chơi kiểu. Mẹ tôi:
Mẹ ơi, cho con sang nhà thằng Mạnh học bài với nhá. Có cái bài này con học mãi không được. À thế à, cầm hẳn cái điện thoại đi luôn cơ à? À dạ, con cầm điện thoại theo để tra cứu tài liệu trên mạng ạ. À. À thế à. Thế mày nghĩ đây là cái nhà hay là cái khách sạn mà mày thích đi mà thích về thì về. Mày nhắm mắt mày đi đường thì mày đi luôn nhá. Ủa rồi cái khách sạn này có cần phải trả tiền không? Không biết tiền đi hay ở nữa. Bố tôi. Bố ơi, cho con sang nhà thằng Mạnh đi chơi tí nha. Đéo. Về phòng lại chìm bàn dép ngay, tao hết đồ rồi đấy. Cút. Tôi thấy chịu rồi chứ, biết sao giờ. Con gái miền Nam và miền Bắc chia tay kiểu. Con gái miền Nam. Mình chia tay đi. Anh theo con gái mà đúng không? Nó có gì hơn tôi. Em đi sớm một tí, vô duyên một tí, có chút khùng, nói hơi nhiều thôi. Nó ăn thì cũng có lúc này lúc kia chứ. Nó có gì hơn em mà ăn bỏ em. Không yêu thì trả nó giác tôi tặng anh đây. Con gái miền Bắc. Mày nói cái gì cơ, chia tay á? Thôi được rồi, mày cởi cái áo ra. Cả cái quần nữa. Tôi sẽ tập mới mua tặng mày. Mày vào phòng kín chờ tao. Mẹ nó cái thùng xốp này vừa không nhỉ? Sông Hồng hay là sông Mekong còn hơn nhỉ? À, mua dép không? Cái gì đây? Té ra là cái gì? Mày là ai? Nhỏ đen này bị khùng cái gì trời? Trưa nắng 49 độ, cứ té ra. Mày ở đâu? Bực mừng vậy trời. Nhà mày ở đâu? Cho bố mày xin cái địa chỉ. Bố mày xin một đống dép tới nhà mày bắt mày thanh toán bây giờ. Mày ly hả? Các bạn bán hàng hay buồn, hay suy nghĩ tiêu cực, nghĩ rằng bản thân mình không làm được một cái gì cả, không một xu xính túi. Cứ tối đến lại buồn, đêm đến lại suy nghĩ, thì các bạn hãy xem video này của mình. Biết đâu video này sẽ giúp ích được các bạn. Cuộc đời này nó trớ trêu lắm các bạn ạ. Có những việc tưởng chừng như các bạn không bao giờ có thể làm được, nhưng mà khi các bạn cố gắng hết sức, các bạn bắt tay vào làm thì các bạn mới biết là mình phải. Ngay từ đầu đáng lẽ các bạn không nên làm. Các bạn cứ đi, đừng dừng lại, hãy cứ đi. Đi đến đâu thì mình không biết. Các bạn cứ cố gắng từ bây giờ, biết đâu 30, 40 năm sau các bạn vẫn nghèo thì sao? Cuộc sống mà, không được cái này thì mất cái kia. Luôn có luật bù trừ, quan trọng là các bạn phải có niềm tin vào chính bản thân mình. Các bạn phải hành động thì các bạn mới biết là các bạn vô dụng đến mức nào. Không phải là các bạn không làm được, mà là các bạn làm không nổi. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển. Ơ, lấp biển làm gì nhỉ? Việc gì khó để người khác làm chứ, việc của mình là bán xét mà. Chị miền Bắc và miền Nam dạy em học kiểu. Miền Nam. Chị ơi, chị em bài này với hả? Ôi, em trai của chị, lại đây chị cho nha. Em cảm ơn chị. Tìm A, A ở đây nè. Tìm B, B ở đây nè. A ở đây thì khoanh lại. B ở đây thì cũng khoanh lại. Chứ em. À, tao thấy đôi dép của mày nó cũng mòn hết rồi á. Thôi thì tao cho mày đôi dép mới nè. Dép chữ C, cao 4cm để mút êm trong. Để mày mang đi học nha. Miền Bắc. Chị ơi, chị em bài này rất khó quá. Mày học mã gen của ai mà ngu thế hả em? Có cái bài tập đơn giản mà cũng không giải được. Thì chỉ em với ạ, không cô giáo bắt em quỳ trước trường đầu tuần mất. Mày ngu thế thì quỳ trước trường là đúng rồi. Cút, để tao còn tán ra. Mà mày có tiền không? Cho tao mượn 85.000 thôi. Xếp tao đứt hết cả rồi đây này. Em chào chị, giới thiệu cho chị đây là Mẫu Dép. Chị không xấu tính nhưng mà chỉ muốn góp ý về em như thế này. Chị không dây dưa tiếp xúc với những con người nói quá nhanh, nói không rõ chữ, nói không sao, khe trẻ, nói quá nhỏ hoặc là quá to. Vì giọng nó phản ánh được môi trường và con người họ sinh sống làm việc. Tính khi hè nên là không đủ năng lượng tiếp xúc với những con người như vậy. Nên chị xin phép không hại em nhé. Đáng đời âm bừng tè đẹo. Thằng chó đẻ. Mày chỉ là hớt hớt tóc thôi. Mày là ai? Con là nhỏ bán dép, không phải hớt tóc. Nghe tay trái thôi. Tại vì không phải tiền của tao có trong đó, có là mày chích mẹ mày rồi. Chứ đừng có nói mà mày hỏi tao câu đó, mày giọng thẳng mặt mày luôn. Mẹ người ta hiền quá. Chào tất cả các bạn, hiện tại Tý đang có mặt tại Bình Dương. Được biết ở đây có một quán bán dép rất nổi tiếng và mỗi khi bà chủ được lên thì cả làng ai cũng cười. Để biết thức hương như thế nào thì mời các bạn cùng theo chân của Tý và Tèo kiểm chứng nha. Thì không biết là vì sao mà cô lại có năng lực siêu việt như vậy ạ? Trời ơi, năng lực gì đâu con. Cái đấy là mấy bà hàng xóm lắm mồm vào đồn thổi. Chứ còn cô là mở cửa hàng bán dép đầy đủ bảng chữ cái. Đây có xem nhá, dép chữ C, cao 4cm, có bán có 85.000 thôi. Mua ủng hộ cô đi con. Dạ. Thì trên mạng đang lan truyền clip đánh cá của cô với một tốc độ rất là nhanh. Không biết là cô có thể dạy được một cái để bỏ con vùng núi được không ạ? Trời, cô lớn tuổi rồi, ai đâu mà đánh đắm bừa bãi thì cả làng cả nước nó cười mặt cô hả con? Thôi,
cách bố và mẹ tôi mua hàng. Bố tôi: em gái ơi, nó rất là bao nhiêu tiền đấy? Dạ, Z chữ C, cao 4 xăng, đẹp 1 em chân, giá 85 ngàn anh ạ. Thôi, em 20 đô xài 43, gấp ấy. Mẹ tôi: cái gì? 85 ngàn đô này á? 53 đô, bán thì bán, không bán thì thôi. Sao cô trả giá kỳ thế? Z xa xỉ như này, ngoài kia người ta bán 150, 200 ngàn đấy cô ạ. Ô mẹ cái con ranh này, mày bảo nó kỳ thì em mới đâu mày. Tao ngồi đây live stream bóc phô mày thôi. Trình độ suy diễn của tôi kiểu: ơ, em làm cái gì thế? Đã bảo công việc nấu ăn là của anh cơ mà. Sao em cứ tranh cãi như nhở? Lên nhà nghỉ ngơi đi để anh làm cho. Ơ, đây là công việc của con gái nên phải làm mà. Anh cứ để em làm à. Đi đi, công việc nặng nhọc lắm, để anh làm cho. Anh người yêu tao ga lăng có mày ạ. Đến cả con rau cũng không cho tao làm, tao thật là hạnh phúc. Nếu phải đâu, vì đầu óc mày có vấn đề ấy. Nếu để mày nấu ăn nhá thì chắc chắn ông ấy sẽ đau bụng. Mày cũng không phân biệt được đường với muối cơ mà. Mày không có mắt cái gì. Ui, tặng em này. Ôi, sao anh lại tặng hoa cho em ạ? Em không nhớ hôm nay là kỷ niệm 49 ngày yêu nhau của chúng ta. Hoa này là anh mua ở shop chứ không phải lấy ở trên bàn thờ xuống đâu đấy nhá. Tình yêu của chúng ta sẽ mãi trường tồn như bông hoa cúc này. Ôi, anh tinh tế quá. Mày ơi, anh người yêu của tao hôm nay mày là tặng hoa cơ mày ạ. À. Hoa cúc, thơm thật sự luôn đấy chứ. Ông ấy sắp chia tay mày rồi đấy. Mày hâm à? Sao lại chia tay? Yêu nhau ai lại tặng hoa cúc? Hoa cúc chỉ để trưng lên bàn thờ thôi. Sao lại vậy được? Anh chẳng yêu gì em cả, anh chỉ toàn thật như vớ vẩn thôi. Sao em lại nói thế? Anh yêu em bằng cả tấm lòng mà. Thôi nín đi, anh có mua cho em đôi dép mới này. Em mang thử xem có vừa không. Dép em sắp được rồi đấy. Đôi dép này anh mua cả 1 triệu đấy. Đẹp quá đi, đi đôi này là cao được 4-5 cm ấy. Yêu anh nhất, nhưng mà anh không phải phí cả tiền ra. Còn bán dép này đúng thật, đôi dép có 85 ngàn mà nó cứ tưởng hàng quốc tế. Trời trời, cái gì vậy trời? Mày tiếp kỹ phần lập luận nha, tao tiếp phần biện chứng cho. Ok ok, chờ tí chờ tí. Còn Thúy Kiều sao mày không chết? Tí nữa đừng có xin bọn tao nha, bọn tao không cho mày chết đâu. Biết rồi, nhưng mà chửi tao xấu lắm. Thôi thì riết vào cái lớp này không biết chừng nào tao mới lên lớp được. Tao đúng 2-3 năm nay rồi. Thôi duyên phận, thi rớt thì tao về ban ghế chữ C, cao 4 cm, 85 ngàn cho mẹ tao vậy. Ủa, Thúy Vân, mày học rồi hay gì mà sao không chết? Ừ, nó học rồi đó, mày nhìn kỹ nó đi. Nghe cho nó nhanh. Các anh các chị lấy giấy bút ra thi toán nhá. Hôm qua cô thông báo nhầm. Ủa? Cái gì trời? Mẹ ơi, có ăn kẹo không? Có, nhưng mà mẹ không có tiền đâu. Hay là lấy tiền lì xì của Mon nhá. Dạ. Ngon quá mẹ nhỉ. Ừ đúng rồi, thôi trả tiền rồi về. Không có tiền mẹ ạ. Làm sao bây giờ mẹ? À, hai mẹ con nhà này ăn không trả tiền à? Giới thiệu với mọi người nhá, đây là dòng Eva siêu nhẹ cao 4 phân. Ở phía trước là thêu chữ cái, phía trong có một cái miếng mút êm chân. Giá chỉ có 85.000 thôi. Bạn nào mua hàng thì nhấp vào giỏ hàng nhá. Mẹ thời xưa và mẹ thời nay. Mẹ thời xưa kiểu: hôm nay đi ăn đám cưới, giấu được một miếng mít đem về cho Mon mới được. À, mẹ về rồi ạ. Để mẹ lấy miếng mít cho con ăn nhé. Vâng ạ. Mẹ mua cho con đôi dép chữ C này, ba xem có vừa không. Con cảm ơn mẹ. Mẹ thời nay kiểu: cái gì ngon thế mẹ, mít à? Đúng rồi con, mẹ mới hái ngoài vườn đấy. Cho con ăn một miếng. Cái miếng mít để nó bị hư hay sao ấy, để mẹ thử chút đã. Ngon thế nhỉ. Mẹ hôm nay đánh bài xui thế nhỉ, lại thua. Em sao thế? Điện thoại em vỡ tan tành rồi. Anh mua cho em con 16 Pro Max nhá. Ok, gỡ ván này anh mua cho em nhá. Lại sao nữa? Con chó như là sống cắp mất đôi dép của em rồi. Em buồn quá. Rồi, anh vừa mua cho em đôi dép chữ M đấy. Mang đi. Wow, đẹp quá. Em cảm ơn anh ạ. Nhưng mà thôi, em bé thích mua dép nước ngoài cơ. Mày thua đấy, chung tiền đi. Mẹ cha đang thua, cứ đòi đòi. Thôi được rồi, để anh dẫn em sang nước ngoài mua dép nhá.
cảm ơn con nhé. Con 15 triệu này. Con ở đây bán dép cho cô 10 năm nhé. Chừng nào đủ tiền thì cô trả con về. Anh mới tới chơi với em à? Thôi anh vào trong nhà ngồi cho mát nhé. À cái ghế mới lau. Thôi ngủ ngoài hiên đi anh ạ. Mình chia ra đi. Anh không thể nào theo đuổi em nữa rồi. Em rất là mệt mỏi với mấy đứa con gái như em ấy. Cứ hâm hâm mát mát kiểu gì ấy. Em như kiểu bị chó dạn cắn ấy. Cứ mát mát kiểu gì. Anh rất là mệt mỏi rồi. Nếu anh đã quyết định như vậy rồi thì em chúc anh hạnh phúc nhá. Đôi dép bữa em mua cho anh 85 ngàn, anh trả lại đây. Không yêu thì trả dép lại đây. May quá thằng này ngồi ngoài hiên đỡ phải lau.